Thượng Đế xe làm duyên do Đài Loan sản xuất. Giám đốc sản xuất: Sa Khánh Dương. Biên kịch: Diệp Gia Linh, Trần Dục Quân, Uông Tú Hiền, Dạng Nguyên Nguyên, Phí Thành Kỳ. Đạo diễn: Minh Kim Thành, Dương Quán Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên: Trương Thần Quang, Miêu Khả Lệ, Trương Vũ, Lục Nguyệt, Dương Thiệu Dĩ, Triệu Hồng Kiều cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lục tiếng Ảnh Dương. Người dịch: Thanh Tâm, Đào Duyên, Thùy Dân, Tổ An. Diễn viên lục tiếng: Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Vinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Thiên Bảo, Trần Tuấn, Ngọc Cửu. Kỹ thuật lồng tiếng: Vũ Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn. Sao mà cô yêu tôn chính lương quá vậy? Nè bà Thạch Thủy Khắc, bà đã đối sai cô rồi. Thật tình tôi rất muốn biết, hắn đã làm tổn thương cô rồi, cô vẫn không đành lòng làm tổn thương hắn, thậm chí vẫn còn yêu hắn như vậy. Anh có biết tôi trở thành nhân viên nghiệp vụ siêu cấp hoàn toàn đều là nhờ Chính Lương để dạy tôi không? Cảm giác của tôi đối với Chính Lương lúc ban đầu á là vì tôi sùng bái tính chuyên nghiệp của anh. Từ từ sau khi quen thân, từ sùng bái chuyển sang thành thích. Sau đó từ thích từ từ chuyển sang thành yêu. Cho nên tình yêu tôi dành cho anh kết tinh từng chút một. Anh muốn tôi nhanh chóng quên ảnh, thật sự tôi không làm được. Không sao hết, tôi có thể đợi. Thạch Thủy Khắc, trước đây chẳng phải anh từng nói là anh sẽ không kết hôn sao? Tại sao bây giờ anh lại... Thì cũng giống như cô nói, dần dần khi ở bên cô, từng chút một trở thành yêu. Có sao đâu. Mạch Khả và Chính Lương đều nói anh đã thích tôi từ rất lâu rồi. Anh đã thích tôi từ khi nào vậy? Tôi nghĩ có lẽ từ cái hôm trên sân thượng, nhìn thấy cô chơi cùng cô bé, chơi trò pháo hoa. Hôm đó tôi mới nhận ra cô là một cô gái rất ngây thơ, chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ. Thật sự tôi rất muốn cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi như vậy. Nguyễn Đình, nếu như có một ngày Tôn Chính Lương thật sự biến mất trong trái tim em, em có đồng ý lời cầu hôn của anh không? Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon.
Chiếc gối đôi nếu thiếu vắng em cũng cảm thấy cô đơn. Mình có gì hơn nếu thiếu vắng anh cũng cảm thấy giá lạnh. Em chính là suối nguồn ấm áp của đời anh, là một nửa linh hồn anh. Vì em, dù gian khổ mấy, anh cũng không màng. Vì em, dù khó khăn nhiều, anh cũng chấp nhận. Ai có thể thay thế hình bóng của em trong tim anh? Tình anh trao em, tình anh trao em hỡi, em có hay? Ai có thể thay thế hình bóng của em trong tim anh? Tình anh trao em, tình anh trao em hỡi em có hay? Sao bà lại lên đây? Tôi trả ông một thứ rất quan trọng. Ông thật gia, cảm ơn ông. Thứ này cũng không có gì quan trọng, bà cứ giữ lại đi. Giữ lại đi. Không được, tôi không giữ lại được. Nó là bức tranh quý của ông mà. Nên ông cứ giữ nó lại đi. Bà cứ giữ lại đi, cũng đâu có sao. Giữ lại đi mà. Tôi có nghe mấy đứa nói về quyết định của ông, cho nên tôi muốn nói cái này tôi cũng không giữ lại làm gì. Bà Di, đâu cần phải làm như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi hiểu ý của bà. Được rồi, tôi phải xuống dưới nhà đây. Đã như vậy rồi, cô không biết phải làm sao nữa. Oh.
Vào đi. Ba. Ba. Ba ổn chứ? Có gì mà không ổn? Con nhìn ba xem, bút búa như bay, tâm bình khí hòa. Ta Thủy Cát đâu? Chẳng phải ba nói nó không được rời con 5 mét sao? Anh đã ở ngay cửa. Được vậy thì tốt. Ba, con xin lỗi vừa rồi. Ba biết rồi. Ba thật không sao chứ? Ba không sao. Yên tâm đi, ba yêu thương không giống như tụi trẻ các con đâu. Yêu đương mãnh liệt như dầu đổ vào lửa vậy. Ba không sao đâu. Nhưng mà dù ít hay nhiều, ba cũng buồn chút ít chứ. Ít nhiều cũng có một chút, nhưng ba vẫn đứng vững được. Con thật không ngờ chú Tài lại mắc phải căn bệnh này. Ba từng nói với con rồi, đường xuống suối già không kể già trẻ. Ba nghĩ lúc ông Tài còn thanh niên, ít được bồi dưỡng, tích tụ từng ngày mới tạo thành căn bệnh như hôm nay. Hy vọng là chú ấy sẽ khỏe lại. Ba cũng hy